はい、皆さんどうもこんにちは。ララララララララ。はい、では皆さん今日も一緒に N3 の文法を勉強しましょう。今日の文法はですね、何々ついでに、何々ついでに、これの意味は何でしょう。何かをする機会を利用して他のことをするっていう時に使う文法です。では使い方はどうでしょう。ついでにの前は自称形と他形です。それから名詞も使います。でも名詞を使うとき必ず NO をつけてください。 NO を忘れないでくださいね。皆さんこんにちは、美国。 Xin chào các bạn, rất vui vì lại được gặp lại các bạn trong video ngữ pháp N3. Và mẫu câu hôm nay chúng ta cùng nhau học đó là ついでに, ついでに. Mẫu câu này nó có nghĩa là nhân tiện, tức là khi chúng ta làm một việc gì đó và nhân cái cơ hội đó chúng ta làm cái việc khác. Cách sử dụng của nó như nào? Ở trước thì các bạn thêm động từ thể đự và động từ thể ta, tức là động từ thể quá khứ đấy. Và chúng ta cũng có thể sử dụng với cả danh từ. Nhưng mà có một chú ý, đó là các bạn không được quên trợ từ no khi mà chúng ta sử dụng đối với cả danh từ. では一緒に例文を見てみましょう。ゆうかの掃除のついでに窓も拭きました。薬局へ行ったついでにトイレットペーパーも買いました。これなななな。家を出るついでにゴミを出します。 Vâng, thưa các bạn, thì đó là cách sử dụng mẫu câu ついでに ở trình độ N3. Nếu các bạn có câu hỏi hay có thắc mắc gì thì các bạn cứ comment ở phía dưới, mình sẽ trả lời các thắc mắc, các câu hỏi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các lớp học offline tại Dũng Modi. Xin chào các bạn. じゃあね、頑張ってくださいね、皆さん。さよなら。